Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Mở đầu phần tin sẽ là tình hình xung đột Nga-Ukraine. Nga dồn quân tới chảo lửa chiến lược, ngăn Ukraine chọc thủng phòng tuyến. Quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đang triển khai quân từ các mặt trận khác tới khu vực phía Nam để tăng cường phòng thủ trước đà phản công của Kiev. Việc tập hợp lại lực lượng từ các mặt trận khác và triển khai lực lượng dự bị cho phép Nga tăng cường sức mạnh cho các đơn vị đang tiến hành các hoạt động phòng thủ trên mặt trận Berdiansk và Melitopol. Mykola Urshalovych, quan chức cấp cao của Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho biết hôm 7 tháng 9. Ông Urshalovych nói rằng các lực lượng Nga tiếp tục tiến công trên các mặt trận Lyman, Avdiivka, Marinka, đồng thời nỗ lực phản công trên mặt trận Bakhmut bất chấp tổn thất đáng kể. Tuần trước, lực lượng Ukraine tuyên bố họ đã xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên trong các cứ điểm của Nga ở mặt trận Zaporizhia phía Nam, nơi mà đang diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt. Trong gần 3 tháng phản công, các lực lượng Ukraine phải đối mặt với hàng loạt khó khăn khi nỗ lực vượt qua các tuyến phòng thủ gồm bãi mìn, hào chống tăng cùng công sự kiên cố và dày đặc của Nga ở các khu vực phía Nam và phía Đông Ukraine. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Stoltenberg cho biết, Washington đã ghi nhận một số tiến bộ đáng chú ý của lực lượng vũ trang Ukraine trên đường tiến quân tới phía Nam từ khu vực Zaporizhia. Họ đã đạt được một số thành công trước tuyến phòng thủ thứ hai của Nga. Ông Kirby thông báo, đồng thời cho biết việc tận dụng thành công này như thế nào tùy thuộc vào Ukraine. Các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực phía Nam là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm đưa quân tới gần biển Azov. Khu vực này là mục tiêu chính của Ukraine vì việc tiến sâu vào vùng lãnh thổ này sẽ đồng nghĩa với việc phá vỡ hành lang trên bộ của Nga, nối bán đảo Crimea mà Nga đã sát nhập vào khu vực Donetsk ở phía đông. Phát biểu trước các thành viên Nghị viện châu Âu hôm 7 tháng 9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sự hỗ trợ từ các đồng minh NATO đã giúp khởi động cuộc phản công của Ukraine và đang bắt đầu có kết quả. Ukraine đang dần giành quyền kiểm soát nhiều khu vực hơn. Đây là cuộc giao tranh ác liệt, khó khăn nhưng họ đã có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của lực lượng Nga và họ đang tiến về phía trước, ông Stoltenberg nói. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về bước tiến của lực lượng quân sự nước này. Bất kể ai nói gì, chúng tôi đang tiến công và đó là điều quan trọng nhất, ông Zelensky nhấn mạnh. Trong khi đó, các quan chức Ukraine lạc quan rằng tuyến phòng thủ thứ hai của Nga ở mặt trận phía Nam có thể dễ dàng xuyên thủng hơn tuyến đầu tiên. Quân đội Ukraine ngày 31 tháng 8 tuyên bố các đơn vị của lực lượng vũ trang nước này đã tiến về phía hai ngôi làng ở phía Nam và phía Đông Robotyne. Robotyne là ngôi làng ở vùng Zaporizhia mà Kiev đã tuyên bố giành quyền kiểm soát. Quân đội Ukraine dường như đã nhắm mục tiêu vào các hoạt động của mình tới vùng chiến lược Tomac ở phía Nam Robotyne, một trung tâm hậu cần mà lực lượng Nga sử dụng để tiếp tế và đặt các kho nhiên liệu và đạn dược. Tuy nhiên, các khu vực này hiện vẫn bị bao vây bởi các tuyến phòng thủ phức tạp của Nga, bao gồm các bãi mìn, hàng rào chống tăng và chiến hào sâu, đặt ra những thách thức lớn cho quân đội Ukraine trong việc giành lại các vùng lãnh thổ này. Ukraine đối mặt thách thức sau khi nhận 3.000 xe chiến đấu của phương Tây. Chuyên gia cảnh báo Ukraine có thể phải đối mặt với thách thức lớn sau khi phương Tây chuyển và cam kết chuyển hàng nghìn xe tăng, thiết giáp để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến với Nga. Chỉ trong hơn một năm chiến sự Nga-Ukraine, các đồng minh nước ngoài của Kiev đã chuyển và cam kết cung cấp cho Ukraine không dưới 3.000 xe tăng, xe chiến đấu và xe bọc thép hiện đại. Forbes nhận định giờ đây các đối tác của Ukraine cần phải tập trung vào các nỗ lực để sửa chữa những phương tiện này trong tương lai vì đây sẽ là thách thức lớn với Kiev trong cuộc chiến tiêu hao chưa có hồi kết. Một trong những ưu điểm của xe tăng thiết giáp phương Tây so với xe tăng Liên Xô là khả năng sống sót của kíp điều khiển bên trong cao hơn, các chuyên gia phương Tây nhận định. Trong 3 tháng Ukraine mở cuộc phản công, các lữ đoàn của Kiev đã mất tương đối nhiều phương tiện do bị Nga tấn công nhưng không mất quá nhiều binh sĩ bên trong các xe tăng, thiết giáp đó, theo Forbes. Việc bảo tồn được lực lượng là điều rất quan trọng trong một cuộc chiến có tính chất tiêu hao và chưa có dấu hiệu cho thấy sắp có các cuộc đàm phán diễn ra. Trong kịch bản chiến sự kéo dài tới năm thứ ba, thách thức của Ukraine sẽ là làm cách nào để khôi phục và sửa chữa các xe tăng phương Tây bị bắn hỏng trên chiến trường. Nga vẫn là cường quốc sản xuất quốc phòng và họ đang tăng cường sản xuất thêm xe tăng, thiết giáp cho cuộc chiến. Trong khi đó, tiềm lực sản xuất của Ukraine không thể so sánh với Nga, nên việc thu hồi, sửa chữa các xe tăng phương Tây là việc phải làm. Để làm được điều này, Ukraine, phương tiện cứu hộ xe tăng, khả năng tiếp cận các kho sửa chữa và hệ thống phụ tùng, đồ sộ để thay thế. Thách thức đầu tiên là kéo phương tiện bị hỏng ra khỏi chiến trường và đưa tới cho các kỹ sư sửa chữa. Một binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến cho biết quá trình thu lại xe tăng hỏng rất khó khăn trước mưa bom bão đạn trên tiền tuyến, cũng như là các bãi mìn dưới chân. Đây là một quá trình đầy rủi ro. Ukraine đang sử dụng trở lại hàng loạt xe bọc thép của Liên Xô cũ và mua thêm hàng chục xe từ các nhà thầu phương Tây. Ukraine cần mọi phương tiện cứu hộ có thể khi ngày càng có nhiều xe tăng và phương tiện chiến đấu của phương Tây nằm bất động trên tiền tuyến chờ được thu hồi và sửa chữa. Thách thức lớn thứ hai chính là Ukraine cần một lượng khổng lồ phụ tùng và linh kiện để họ có thể tự sửa các xe tăng, thiết giáp phương Tây. Sự đa dạng trong danh mục vũ khí viện trợ đang gây khó khăn lớn cho Ukraine. Một số vũ khí không còn được sản xuất dẫn tới việc tìm linh kiện phù hợp trở nên bài toán hóc búa. Thiếu linh kiện đồng nghĩa với việc các kỹ sư Ukraine khó có thể đảm bảo sửa chữa. Vì vậy, Pháp cho rằng phương Tây cần phải tính toán tới việc gia tăng hỗ trợ về kỹ thuật cho Ukraine để hỗ trợ hậu cần không ngăn cản bước tiến trên thực địa. Theo Forbes, sửa chữa các phương tiện bọc thép của Ukraine phải là ưu tiên hàng đầu khi chiến sự vẫn chưa có hồi kết. Nếu không, Ukraine có thể sẽ phải trả giá đắt trên tiền tuyến trong thời gian tới. Nga thu giữ kho vũ khí ở Donetsk, NATO nói Kiev dần nắm thế chủ động phản công. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB thông báo đã ngăn chặn thành công âm mưu tấn công khủng bố của những kẻ phá hoại Ukraine trước bầu cử tại vùng mới sát nhập Donetsk. Theo Sputnik, các nhân viên FSB tại nước Cộng hòa tự xưng Donetsk đã phát hiện một kho vũ khí ở thành phố Dokuchaievsk. Họ đã cáo buộc vũ khí này do một trong những đơn vị phá hoại của lực lượng vũ trang Ukraine thiết lập và dự kiến sử dụng để tấn công khủng bố trước bầu cử trong các ngày 8 đến 10 tháng 9 ở Donetsk. FSB cho biết đã thu giữ tại hiện trường 39 súng trường tấn công, 1 súng bắn tỉa, 2 súng máy, 2 súng phun lửa, cầm tay RPO Esamel, một vài súng phóng lựu và phóng tên lửa RPG-7, hơn 1.000 viên đạn và 12 quả bom nổ mạnh. Cựu điệp viên Ukraine lo kế hoạch ám sát quan chức Nga đang đi quá xa. Một số cuộc tấn công nhằm vào quan chức Nga do cơ quan tình báo Ukraine thực hiện có thể đang đi quá xa và rơi vào vùng xám đạo đức. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, hàng chục quan chức Moscow đã bị ám sát cả trên lãnh thổ Ukraine và Nga. Tuy nhiên, một cựu lãnh đạo điệp viên Ukraine lo ngại hành động này có vẻ đang đi quá xa. Ông Valentyn Nalyvaichenko, cựu giám đốc cơ quan an ninh Ukraine SBU và hiện là thành viên Quốc hội, nói với tờ The Economist rằng các nhiệm vụ gần đây khá rủi ro đối với tình báo nước ông. Một số vụ ám sát thể hiện sự thiếu chiến lược hoặc là gây nguy hiểm cho các đặc vụ và nguồn tin chính Kiev. Các cơ quan an ninh Ukraine không nên làm những việc chỉ vì là họ có thể làm được việc đó, ông Nalyvaichenko nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng một số vụ ám sát đang được coi là sai trái. Bình luận của ông lặp lại mối lo ngại từ các quan chức Ukraine khác. Một nguồn tin giấu tên trong cơ quan phản gián SBU nói với The Economist rằng việc hướng mục tiêu vào các nhà tuyên truyền cấp trung hoặc những cá nhân cấp thấp trong hệ thống chính trị của Nga đôi khi chỉ để ấn tượng hơn là đạt được chiến thắng quyết định. Tờ Business Insider thống kê mạng lưới gián điệp của Ukraine gần đây đã tăng cường tấn công, đặc biệt là vào những người Nga ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine. Trong phỏng vấn với tờ The Times vào tháng 5 năm 2022, Thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, nói các đặc vụ của ông đã nhằm mục tiêu thành công vào khá nhiều người. Theo ông Budanov, truyền thông đã công bố rộng rãi một số vụ như vậy. Một trong những vụ ám sát bị nghi ngờ gần đây nhất là vào tháng 7 khi một chỉ huy tàu ngầm Nga bị bắn khi đang chạy bộ ở Krasnodar, tỉnh Krasnodar Krai của Nga. Trước đây, ông này được cho là người chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Kali ở tỉnh Vinnytsia của Ukraine vào tháng 7 năm 2022, khiến 28 thường dân đã không qua khỏi. Vào tháng 4, một blogger quân đội Nga đã không qua khỏi trong một vụ nổ quán cà phê ở Saint Petersburg. Nga đã bắt giữ một nghi phạm và cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc. Kiev phủ nhận thông tin trên. Các cuộc tấn công khác đã rơi vào vùng xám đạo đức. Vào tháng 10 năm 2022, tờ The New York Times đưa tin các quan chức Mỹ nghi ngờ Ukraine là chủ mưu vụ đánh bom xe, khiến Daria Gulina, con gái của nhà tuyên truyền người Nga Alexander Dugin, đã không qua khỏi. Tuy nhiên, không rõ mục tiêu thật sự của vụ tấn công này là có thật sự là Dugina hay không, hay chính là ông Dugin. Tổng thống Ukraine ra tối hậu thư cho EU. Ukraine sẽ kiện ra tòa án quốc tế nếu Liên minh châu Âu EU quyết định kéo dài lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine sau ngày 15 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo. Ukraine kịch liệt phản đối mọi hành động gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, Tổng thống Zelensky ngày 6 tháng 9 tuyên bố. Ông cũng nói thêm, chúng tôi đang kiên nhẫn theo dõi tình hình khi mà ngũ cốc của chúng tôi trở thành nguồn thu tốt cho rất nhiều nước châu Âu chế biến sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi và thu lợi nhuận từ các hoạt động logistics. Chúng tôi sao có thể ngồi yên chấp nhận hành động vi phạm những gì các vị đã hứa với chúng tôi, vi phạm các điều kiện của thị trường tự do. Ông Zelensky nhấn mạnh trong xung đột với Nga, Ukraine đã chiến đấu bằng cả sinh mạng để bảo vệ các giá trị chung châu Âu trên mặt đất, trên biển, trên không và trên mạng. Tuy nhiên, nếu chúng tôi phải chiến đấu cho Ukraine, cho các nền tảng chung châu Âu tại tòa án trọng tài, thì chúng tôi sẽ chiến đấu. Dù không muốn, nhưng mà chúng tôi buộc phải làm như vậy. Nếu chúng tôi phải đấu tranh tại các tổ chức quốc tế thì chúng tôi sẽ đấu tranh, ông tuyên bố. Mặt khác, ông hy vọng Ukraine và EU sẽ tránh được một cuộc chiến pháp lý. Ông cũng nhắn gửi đến giới chức Ba Lan, Hungary, Romania, Bulgaria và Slovakia rằng bất cứ hành động nào hạn chế nhập khẩu ngũ cốc Ukraine sẽ làm nghiêm trọng hơn những hệ quả mà xung đột Nga-Ukraine gây ra. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine Taras Katcha cũng cho biết Kiev sẽ không do dự kiện EU và các nước thành viên nếu gia hạn lệnh cấm sau ngày 15 tháng 9. Ông nói Ukraine không thể chống đỡ các mối đe dọa hệ thống thêm nữa và buộc phải dùng đến hành động pháp lý. Ba Lan, Hungary, Romania, Bulgaria và Slovakia đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hướng dương của Ukraine từ tháng 5. Lệnh cấm sẽ hết hiệu lực vào tuần tới. Tuy nhiên, 5 thành viên EU này đang cân nhắc gia hạn lệnh cấm ít nhất đến cuối năm nay với lý do cần bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước. Báo Politico ngày 6 tháng 9 đưa tin trong cuộc họp với Ủy ban châu Âu cùng ngày, đại sứ từ các nước EU khác hoặc là phản đối ý tưởng gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine hoặc là vẫn còn hoài nghi về sự cần thiết của lệnh cấm. Pháp và Đức là hai trong số các nước phản đối gay gắt nhất. Theo nguồn tin ngoại giao EU, nhiều nước hiểu được lo ngại của Ba Lan, Hungary, Romania, Bulgaria và Slovakia, nhưng liên minh cần tìm các biện pháp khác để giải quyết vấn đề. Mặc dù vậy, Ba Lan, Slovakia và Hungary đã tuyên bố họ sẽ đơn phương gia hạn cấm nhập khẩu nếu EU từ chối việc này. Trước đó, để hỗ trợ Ukraine trong thời gian chiến sự, EU cho phép nhập khẩu không hạn chế ngũ cốc từ nước này. Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia đã trở thành tuyến đường trung chuyển ngũ cốc của Ukraine vốn bị tồn kho với số lượng lớn do không thể xuất khẩu qua các cảng Biển Đen. EU cũng hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng ở 5 quốc gia này. Các nước châu Âu láng giềng là những thị trường xuất khẩu quan trọng đối với ngũ cốc Ukraine. Ít nhất, những nước này có thể coi là hành lang vận chuyển và phân phối nông sản Ukraine đến thị trường khác. Ukraine có thể dùng UAV giá rẻ săn trực thăng 10 triệu đô la của Nga. Đoạn video ghi lại vụ chạm mặt của UAV Ukraine với trực thăng K-52 Nga khiến giới chuyên gia phương Tây phỏng đoán Kiev đang tìm cách để đối phó với mối đe dọa từ vũ khí sát thủ của Nga. Theo Forbes, Ukraine có thể đã tìm ra thêm một cách để đánh chặn trực thăng K-52 của Nga. Truyền thông Ukraine ngày 6 tháng 9 đăng một đoạn video ghi lại cảnh UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine được cho là gắn thuốc nổ, dường như đang tìm cách tấn công tự sát trực thăng K-52 của Nga. Chiếc UAV giá 3.000 đô la đã gần như áp sát được trực thăng tấn công có giá khoảng 10 triệu đô la của Nga cho tới khi chiếc K-52 phát hiện mối nguy hiểm và bẻ hướng bay để né tránh va chạm. Theo các chuyên gia, K-52 không phải lúc nào cũng có thể dựa vào tốc độ để tự cứu lấy mình. Vũ khí mạnh nhất trên dòng trực thăng tấn công này là tên lửa chống tăng dẫn đường Brig. Để dùng được Brig, K-52 phải bay ở mức thấp, cách mặt đất chỉ từ vài chục tới vài trăm mét, bắn tia laser về mục tiêu ở khoảng cách 10 km rồi phóng tên lửa để nó bay tới mục tiêu. Vấn đề là trực thăng K-52 sẽ không thể di chuyển cho tới khi tên lửa Brig bay tới mục tiêu. Quá trình này có thể mất hàng chục giây, khiến K-52 dễ bị tổn thương trước phòng không Ukraine triển khai ở khu vực lân cận. Để khắc phục, Nga để trực thăng K-52 bay ở khu vực ngoài tầm phòng thủ của tên lửa vác vai Ukraine, phóng tên lửa LMUR có tầm bắn 15 km vào mục tiêu. LMUR có thông số gấp đôi hầu hết các vũ khí phòng không do NATO cung cấp cho Ukraine, bao gồm cả Stinger 8 km và Gepard Flag Ranger 5,5 km. Điều này giúp cho K-52 có thể tấn công mục tiêu bên ngoài tầm tấn công của hàng phòng thủ Ukraine. Ưu điểm của LMUR là cơ chế bắn quên. Ví dụ, nếu dùng tên lửa chống tăng Brig, trực thăng Nga sẽ phải duy trì cơ chế chỉ đường bằng tia laser để vũ khí này tấn công mục tiêu. Trong khi đó, cơ chế bắn quên của LMUR cho phép nó sử dụng hệ thống chỉ đường vệ tinh quán tính để tự bay tới mục tiêu mà không cần trực thăng chỉ đường trong cả hành trình. Điều này sẽ giúp trực thăng K-52 không đối mặt rủi ro bay vào khu vực có thể bị phòng không đối thủ tấn công. Hồi tháng 7, tình báo Anh mô tả trực thăng tấn công K-52 ở Zaporizhia là một trong những hệ thống vũ khí đơn lẻ có ảnh hưởng nhất của Nga ở hướng Zaporizhia khi ngăn chặn hiệu quả nỗ lực phản công của Ukraine. Tuy nhiên, theo Forbes, đoạn video ngày hôm qua cho thấy mối đe dọa mới đang rình rập K-52 trên tiền tuyến. Jens Stoltenberg, cựu quan chức cơ quan quản lý hợp đồng quốc phòng Mỹ, một chuyên gia về tên lửa nhận định, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi một máy bay không người lái FPV bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công giữa không trung. Mối đe dọa của UAV giá rẻ là không thể bỏ qua. Những UAV này có thể lảng vảng trên không trong một thời gian, khóa mục tiêu bằng camera và sẵn sàng lao vào trực thăng Nga vào thời điểm thích hợp. Một ưu thế là UAV tấn công tự sát không gây thiệt hại về nhân lực, trong khi nếu trực thăng Nga bị tấn công, họ có thể bị mất đi kíp lái. Quá trình đào tạo phi công thường mất rất nhiều thời gian và nguồn lực. Hơn nữa, việc trực thăng chỉ có giá trị vài nghìn đô la, phá hủy máy bay hàng triệu đô la với cấu tạo phức tạp hơn nhiều, được xem là chiến thuật tấn công hiệu quả.